Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Walkman TV. Ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn một siêu phẩm khác trong dòng xe đạp điện trợ lực, đó chính là chiếc Enway X26, một chiếc xe với thương hiệu Mỹ và được nhập khẩu trực tiếp tại thị trường châu Âu. Chính xác thì chiếc xe mình đang có ở đây được nhập khẩu từ thị trường Anh. Thì chiếc xe này mình mượn được của anh Cường bên chuỗi cửa hàng Walkman. Nếu mà bạn nào muốn mua một chiếc giống hệt như thế này thì các bạn liên hệ với phần contact của anh Cường, mình để trong phần mô tả của video. Còn bây giờ mình sẽ vào chi tiết của chiếc xe này nhé. Let's go. Về hình dáng bên ngoài á, thì đây là một chiếc xe đạp điện trợ lực cỡ lớn, giúp các bạn có thể là có một cái ngoại hình nhìn nó rất là to, cao, đồ sộ, đẹp, hầm hố. Nhưng mà nó lại đi kèm với một nhược điểm nhỏ, đó là để vận hành được chiếc xe này một cách thoải mái thì các bạn phải là một người có chiều cao đâu đó khoảng tầm 1m8 trở lên. Như mình thì các bạn nhìn thấy tương quan giữa cái xe và mình này, mình cao 1m72 thì cái xe nó cao tầm này. Nên là việc ngồi lên á, thì nó sẽ lúc cái mà các bạn lên xuống thì nó sẽ hơi gặp khó khăn một chút. Nhưng mà khi ngồi ổn định ở trên xe rồi thì cái cảm giác lái nó rất là sướng. Và cái anh chủ chiếc xe này, người mà cho mình mượn xe ấy, anh còn cao chưa đến 1m7 cơ, nhưng anh vẫn đi hàng ngày vô tư, không có vấn đề gì cả. Và phần khung xe các bạn thấy đấy, từ trước đến sau này, xe này được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối, nên là nhìn nó rất là liền mạch, rất là đẹp. Các bạn nhìn xung quanh cũng không thấy cái vết hàn, vết gì ở đâu cả. Đó, mịn màng mượt mà, chỉ có một chút ít những cái vết hàn nhỏ nhỏ nó sẽ xuất hiện ở những cái vị trí như thế này này. Đó, thì ở đây người ta sẽ hàn vào, thế nên là có cả cái dấu vết hàn ở đây luôn. Đây, còn lại á, phần lớn là nó được đúc nên là nhìn nó rất là mượt, rất là mịn, sờ rất là sướng. Và con xe này được sơn màu sơn, nó là nó sơn nhám mờ á, nên là nhìn nó cũng sang trọng nữa. Và chiếc xe này được trang bị hệ thống bánh xe trước và sau khá là lớn. Các bạn nhìn thấy đây này, chúng ta có cặp la răng 26 inch rất là to. Và bánh của nó thiết kế dày 4 inch nên người ta vẫn gọi đây là cái dòng xe đạp điện trợ lực bánh béo. Và chính vì cái lốp xe to như này, nó cho các bạn cảm giác khi mà các bạn đi đường đèo đường dốc á, mà các bạn đổ dốc xuống vào cua nó rất là thoải mái, không có cảm giác gì là chiếc xe nó sẽ bị chồng chành những cái dòng xe bánh nhỏ cả. Và chiếc xe này được thiết kế rất là nhiều gai trên cái lốp để cho các bạn chạy địa hình nó tốt hơn, giống như là các cái chiếc xe mà mô tô, cái dòng xe cào cào á, nó y chang luôn. Nó cũng có cái loại lốp như thế này, chạy rất là sướng, rất là bám đường. Và địa hình sỏi đá các thứ là vô tư, không lo bị trượt bánh các thứ. Về hệ thống an toàn của xe ấy, thì ở đây chúng ta đang có cái phanh đĩa trước và sau được trang bị hệ thống phanh thủy lực. So với các cái dòng xe cỡ nhỏ thì người ta cũng trang bị cho nó phanh đĩa, nhưng mà thường là phanh đĩa cơ thôi, các bạn dùng dây để bóp. Còn đây thì chúng ta đang được trang bị trên con xe này, đó là một hệ thống phanh đĩa thủy lực, giống hệt như cái xe máy mà các bạn đang đi ở nhà ấy, thì cũng được trang bị hệ thống phanh giống như thế này, giúp đảm bảo cái việc vận hành nó trở nên an toàn hơn. Và để vận hành chiếc xe này ấy, các bạn sẽ có một khối động cơ 48V 1000W, giúp các bạn đạt được vận tốc lên tới 50 km/h ở trên đường bằng. Và mình đã từng chạy thử, thậm chí có lúc nó còn vượt qua 50 cơ. Mình đạt được vận tốc tối đa là hơn 51 cây một tí, 51,6 cây khi mà mình chạy trên đường bằng. Và để cung cấp năng lượng cho cái khối động cơ này thì chúng ta có hai viên pin. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy viên pin thứ nhất nó nằm ở đây, phía bên trong cái khung sườn này. Và để mở được cái cục pin này ra, chúng ta có một cái móc khóa ở phía bên này để mở ra và xem cái cục pin phía trong. Cục pin thứ hai nằm ở phía trước trục yên này. Đó. Đây, cái trục yên này, đây là một cái trục để các bạn nâng cao và hạ thấp cái yên khi mà các bạn đi. Đồng thời nó cũng chính là cục pin thứ hai của chiếc xe này luôn. Hai cục pin này cung cấp năng lượng cho cỗ máy 1000W, đẩy chiếc xe để đi bon bon, các bạn chở hai phóng chỉ cần trong khoảng tầm 1 giây rưỡi tới 2 giây là các bạn đạt được vận tốc 50 rồi, rất là mạnh, rất là sướng. Kiểu chạy là phê hơn cả xe máy nữa. Xe máy đôi khi mấy chiếc xe tay ga cũ cũ này cũng không đạt được cái vận tốc như thế đâu. Và chiếc xe này được trang bị yên, các bạn nhìn này, yên trước và yên sau. Thì cái yên trước này á, là một cái chiếc yên rất là lớn, nó có diện tích phải gấp đôi so với những cái yên xe đạp thông thường. Và nó dày tầm 10cm. Và yên thì rất là mềm, rất là êm để cho các bạn có thể đi được đường xa. Người ta nhắm tới những người mà đã chọn mua cái dòng xe này này là những người sẽ đạp xe tập thể dục đi đường khá là xa, ít nhất cũng phải là chục cây, chứ còn nếu mà chỉ đạp xe 1-2 km gần nhà thì chắc lại hiếm người mua cái dòng xe này lắm. Bởi vậy nên là ở đây thiết kế cái yên ngồi rất là êm để các bạn đạp xe hàng mấy chục cây nó cũng không có vấn đề gì về mông cả. Ở phía giữa của nó còn trang bị cả một cái lỗ thoát khí, giúp cho các bạn ngồi ở trên này khi mà mình đạp xe đi ấy thì nó vẫn khô thoáng, nó không có toát mồ hôi ra ở đây thì làm cho các bạn khó chịu khi mà đạp xe. Đặc biệt là ở đây các bạn có thêm một cái phần yên sau để có thể là cuối tuần không đi đạp xe đi tập thể dục thì có thể chở vợ chở con đi chơi, đi hóng gió các thứ.
thì cái yên sau này nó được nối liền vào cái phần khung xe này luôn. Đấy các bạn nhìn thấy này, nguyên một cái khung xe từ trước ra sau nó sẽ có vào cái phần yên sau này luôn, nên là ngồi ở đằng sau á nó rất là thoải mái, nó cũng không có bị nhún, không có bị lắc lư gì cả. Như mình thì cũng đã thử ngồi sau rồi nên là khi mà chạy thì nó rất là êm. Ngoài ra nữa thì nó có hai cái giảm sóc ở phía sau này này, các bạn nhìn thấy này, ở đây nó có hai cái giảm sóc lò xo ở phía sau, giúp cho việc mà các bạn đi các bạn có thể thay đổi được độ nhún của nó ở đây bằng cách vặn cái này, có thể thay đổi được độ nhún để cho chiếc xe này khi mà các bạn đi một mình thì các bạn sẽ chỉnh cho cái nhún này nó nhẹ hơn, đi hai người thì chỉnh nhún nó nặng hơn một chút. Và chúng ta chiếc xe này tổng thể có tới 5 cái phục nhún cơ. Xe máy thông thường thì sẽ có 4 phục nhún đó, nhưng mà chiếc xe đạp này có tới 5 cái. Chúng ta có hai phục nhún lò xo ở phía sau, một cái ở đây rất là lạ, không giống ai cả, đây là cái phục nhún thủy lực đó. Và chúng ta có hai cái phuộc ống lồng ở đằng trước nữa, tổng cộng 5 cây phuộc. Và cảm giác của mình á, về 5 cây phuộc này đó chính là những cái phuộc này nó có cái ti, ví dụ như cái phuộc nhún lò xo đằng sau này này thì cái ti phuộc của nó thậm chí là nó còn lớn hơn so với cả chiếc xe máy AB nữa, kể cả cái phuộc nhún trước cũng thế, nó to hơn cả so với cả một chiếc xe máy thông thường. Đó là về phần chạy xe này bằng động cơ điện. Còn xe này còn có thể vận hành bằng một loại động cơ khác, đó là động cơ chạy bằng cơm. Thì để mà vận hành cái động cơ chạy bằng cơm này ấy, thì các bạn phải ăn nhiều vào xong lấy sức đi đạp xe. Thì đạp xe cái loại này dành cho người đi đường xa, bởi vậy nên là sẽ trang bị cho nó một cái đằng trước là một củ đề Shimano, đằng sau là một bộ đề Shimano rất là xịn để cho các bạn có thể đạp xe. Ở đây chúng ta có 8 cấp, từ cấp 1 đến cấp 8. Thì trong đó cấp 8 là dành cho những bạn nào mà muốn đạp nó nặng nề một chút để đốt được nhiều calo hơn, giảm cân nhanh nhanh đón Tết các thứ, thì các bạn sẽ chạy số 8. Còn thông thường để mà các bạn đi trong phố thì mình khuyên là sẽ chạy ở cấp số 3, số 4 gì đấy. Sau đó thì mình sẽ đạp xe nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi mà các bạn lên đèo cao, núi cao, các bạn muốn đạp nhẹ nhàng nữa thì các bạn tăng lên hết cỡ của nó, là tăng lên đến số 1. Số 1 ở trên này là đạp nhẹ nhất luôn. Thì loại này rất là nhẹ để cho các bạn đi. Kết hợp với việc là nó có động cơ đẩy hỗ trợ, gọi là điện trợ lực mà, thì các bạn chỉ cần tăng cái cục đề bên này lên và sau đó thì bật thêm động cơ điện hỗ trợ nữa. Mình nghĩ là chắc cũng chả có con dốc nào làm khó được chiếc xe này đâu. Đây chính là khu vực điều khiển của chiếc xe này. Để vận hành được chiếc xe này á, đầu tiên các bạn phải bật cái phần công tắc nằm ở phía dưới của cái yên này lên. Sau khi bật được công tắc phía dưới yên rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vận hành chiếc xe này bằng cách là bấm vào đây. Thì ở đây sẽ giúp chúng ta bật nguồn hoàn toàn của chiếc xe này. Sau khi các bạn bật lên thì sẽ có được màn hình hiển thị ở đây. Trên màn hình này sẽ hiển thị tất cả những thông tin mà các bạn cần để điều khiển chiếc xe này. Ở trên cùng ở đây chúng ta có phần trăm pin. Chiếc xe này hiện tại đang còn lại 60% pin này. Cái số lớn nhất ở đây chính là vận tốc. Vận tốc đạt được tối đa khoảng tầm 50 km/h. Thì khi các bạn chạy thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đây là số, chúng ta sẽ thay đổi số ở đây và thay đổi các cái mod chạy ở đây luôn. Thì chúng ta sẽ có các cái mod chạy khác nhau. Đó. À, số thì mình sẽ tăng lên này, đây là số 1 này, số 2 này, số 3 này, đó, số 4, số 5. Thì maximum của nó là số 5 và thấp nhất của nó là số 0. Tức là khi các bạn để số 0 thì hoàn toàn không có sự can thiệp nào của điện cả. Và chúng ta có thể thay đổi được các mod chạy bằng cách các bạn ấn giữ vào cái phím này thì nó sẽ đổi này. Đây là Acid này. Đó, đây là Normal này. Bấm tiếp ra Sport. Thì thông thường là mình hay chạy ở cái chế độ Sport này, tại vì nó sẽ cho lực kéo rất là mạnh. Mình sẽ để Sport và để ở số 3 là bắt đầu lên để kéo chạy luôn được. Rất là sướng. Đây là Chip Time này. Đây là Max Speed này. Đó các bạn nhìn này, Max Speed này 61.5. Thì cái vận tốc này là lúc nãy anh em mình chạy từ trên dốc xuống, thế nên nó đang ghi nhận là vận tốc cao nhất trong cái quãng đường lúc nãy là 61.5 km/h. Đây là tổng quãng đường đã đi này. Chiếc xe này mình đã sử dụng và đi được 850 cây rồi. Đó, Chip Dig này, Power này, đây là nguồn này. Rồi, và ở đây này chúng ta có những cái nút khác, ví dụ ở đây là để bật đèn này, khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ bật đèn. Đó. Nhưng mà cái đèn xe này có một cái hay, đó là khi các bạn bật đèn á, thì các bạn phải chờ trời nó tối đã. Tại vì nó có một cái cảm biến ở phía trên đèn á, khi mà trời sáng các bạn bật á, thì đèn không sáng. Phải buổi tối bật lên thì đèn nó mới sáng. Phía bên này, ở đây là tay ga. Nếu các bạn ấn vào đây á, tay ga này thì nó sẽ chạy. Bây giờ mình đang để xe nó hơi chênh vênh nên mình chưa dám gạt ga. Và phía dưới chúng ta có một cái còi. Cái tiếng còi thì nghe nó hơi củ chuối một chút. Và trên hai cái phần tay nắm này, các bạn sẽ có ở đây hai cái tay nắm này. Thì trên tay nắm này được trang bị ở đây là cái chiếu nghỉ tay nho nhỏ, giúp cho các bạn khi mà vận hành xe này đi xa thì nó sẽ có cái phần này, nó sẽ tì vào đây. Các bạn ngồi trên xe các bạn chống tay
thì cái tư thế ngồi của mấy trong xe thể thao này là nó sẽ hơi cong người xuống, dùng tay để chống vào cái chỗ khu vực này. Và vậy nên là có cái phần chiếu nghỉ tay này, chống vào đây. Để các bạn đi xa thì tay các bạn nó vẫn giữ được thoải mái. Đó, đây là phanh địa phía trước. Còn về phía bên tay phải của chúng ta thì ở đây là cái khu vực mà để các bạn chỉnh những cái số của bộ đề Shimano này. Thì các bạn sẽ tăng số ở đây. Đó. Và sau đó các bạn bóp và dùng ngón tay trỏ bóp vào đây thì nó sẽ nhả ra. Đó. Khi mà các bạn đi thì các bạn sẽ sử dụng cái này phối hợp linh hoạt với các số bên điện này nữa để mình có được cái đạp sướng nhất. Bạn nào mà muốn đốt nhiều calo thì mình có thể là tắt điện đi và mình đạp chơi bằng chân thôi. Khi nào mà mình đạp đi mà mình đuối quá rồi mình không còn sức đạp về nữa thì mình bật điện lên cái mình phóng thẳng về luôn thì cũng không đạp về nữa. Và đây là cái khu vực phanh đĩa phía sau. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử chiếc xe này, chạy vòng quanh cho các bạn xem là chiếc xe này khi mà cảm giác ngồi đi thực tế thì nó có sướng hay không nhá. Let's go. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I. When you were mine, see your eyes in every stranger. I replay the way that we were till I'm high. No, it's not right. Sau khi mà chạy phá nghịch một vòng ấy thì anh em mình đang còn định là thử mấy cái cú ví dụ như là phóng xe xuống hồ xem có vấn đề gì không, nhưng mà lại sợ chủ xe xót xe quá, thế là thôi, dù sao thì đây cũng là đồ mượn, thế là mình ngồi chờ mãi, cuối cùng thì trời cũng tối để mình test cho các bạn là buổi tối đèn xe nó bật được rồi đó, trời tối thì đèn xe nó sẽ sáng lên và tầm chiếu sáng của nó thì sẽ được như trên video các bạn đang coi. Và video đánh giá về chiếc NQX 26 của mình cũng xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Nếu các bạn thích video thì đừng quên nhấn cho mình một like, một subscribe. Và nếu mà các bạn thích thì hãy chia sẻ nó ra cho những người quen, những người có cùng đam mê với các bạn biết về cái xe này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.